Xin chào các bạn, mình là Giàn đây. Và hôm nay thì mình sẽ tạo ra một cái series mới trên kênh của mình, cũng coi như là series đầu tiên trong năm mới này. Đó chính là về việc giải thích từng chi tiết một, các bước để làm bài và cách này để giải những cái bài được dựa trên cái sách liền thi hội thi tin học chỉ với Python ở bảng B kỹ năng lập trình cấp trung học cơ sở. Và đó, sách đó là đến từ Học viện Việt STEM và được nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản ra. Và thì mình mới mua nó từ vài ngày trước. Bây giờ trong đó cũng có những cái bài mà nó chưa có được giải, nên là mình sẽ giải những cái bài đó cho các bạn và trong những cái video trong series đó. Và video này cũng chỉ là video đầu tiên trong cái series này. Và để bắt đầu cái series này thì chúng ta sẽ giải vào một cái dạng đầu tiên, đó chính là dạng bài số học, cũng là cái dạng đầu tiên trong cái chương 2 giải đơ theo các dạng bài trong cái cuốn sách này. Vì nó sẽ gồm có 5 bài hướng dẫn với 8 bài thực hành. Và chúng ta sẽ làm 5 bài hướng dẫn trước. Thì trước khi đó thì nó lưu ý rằng đây được lập trên bởi ngôn ngữ Python nha. Các bạn muốn thì các bạn cũng có thể lấy cái đơ đó rồi làm trên cái ngôn ngữ khác cũng được, không sao hết. Và các bạn cũng nhớ phải có một cái IDLE nha, cái mà đỡ mà code với lại chạy được file Python ấy. Và như mình nè, mình có Visual Studio Code ấy. Và mình cũng đã tạo ra một cái thư mục sẵn để mà lưu trữ lại các cái bài trong dạng bài số học này nè. Giờ chúng ta sẽ đến bài đầu tiên. Bài 1, giá trị biểu thức thành phố Vũng Tàu được có từ năm 2020. Thì cho ba số nghiêng dương A, B, C. Và nó yêu cầu rằng hệ tính giá trị của biểu thức là x bằng A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương phần A nhân A B C, rồi cộng cho căn bậc 2 của A B C. Thì trong đó nó sẽ nói dữ liệu vào là file root.inver chứa ba số nghiêng dương A B C mỗi số trên một dòng, và kết quả là ghi vào file root out và với kết quả s tính được làm chọn lấy hai chữ số cho phần thập phân. Thì giờ sau khi đọc xong đơ ấy thì ta thấy có hai cái file ta cần phải lưu, đó chính là file root trong inner với file root trong ol trong l. Đây thì giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái file, hai cái file tên này đó để mà mình có thể dựa vào nó mà giải cái bài này. Thì nếu các bạn thì giờ các bạn sẽ tạo ra một cái thư mục này đó để lưu mấy cái dạng bài số học này, nhấn chuột phải lên chuột không còn chấm này chọn new, và sau đó tạo ra một cái file nào đó như là test document đây rồi. Mình khuyến khích các bạn lên làm tạo ra cái file trong test nha, cho nó phí. Các bạn đổi tên nó lại thành coi root, sau các bạn ghi chấm inner đó, và các bạn tạo thêm một cái nữa, các bạn đặt tên nó là root chấm, nhưng mà thay đổi lại cái tên đuôi ấy là thành l. Và nếu mà ai mà không thể thay đổi được cái đuôi ấy thì các bạn làm theo cái bước sau, nhấn nút view này rồi vô phòng option đó, tới phần này đúng không, ta nhấn vô cái chỗ view này và kéo xuống đây, nó có cái là hide extension for non file types. Cái này nếu ai ấy mà lỡ chưa chỉnh ấy thì nó sẽ không có cái tên đuôi em, nên lúc đó ta không thể chỉnh được từ file loại tester thành in hay out. Đó là ta bỏ thích này rồi và nó apply đó, đây là cái đuôi ta có thể chỉnh rồi. Giờ đây là có hai file này, giờ ta còn chỉ một file nữa các bạn cũng biết rồi đấy, đó chính là file Python để ta có được code. Cho chỉ đặt tên nó là coi giá trị biểu thức. Đó. Bài này bài 1 luôn. Coi. Rồi.
Mình vẫn đứng đuôi, chỉnh đuôi nha. Đây. Rồi đúng không? Các bạn mở nó lên. Cấm ở đây xong rồi mở nó lên trên Visual Studio Code này. Đó, nó đã có hết trên Visual Studio Code rồi nha. Giờ điều tiếp theo ta đang làm đó chính là code. Rồi mà trước khi code thì ta nhập dữ liệu cho cái phần root này. Cho phần ví dụ thì nó phần root.enable nó sẽ có 2, 1 với 2 được cách nhau bởi từng dòng một. Rồi ta sẽ ghi 2, 1, 2. Đây. Còn phần root L á, thì cái đó mình thôi gắn ghi đi. Đợi cho mình lập trên sau ấy thì kết quả nó sẽ chuyển sang root L để mà mình biết được coi thử mình làm kết quả đúng chưa. Thì theo như đề bài nó yêu cầu trong ví dụ ấy thì khi mình nhập là 212 thì kết quả nó sẽ ra 4.25 và mình sẽ lập trình đúng theo cái cách đó. Giờ ấy mình chỉ đặt đây, mình chỉ đổi một cái dòng là from app to bot. Rồi thì cái này để làm gì? Thì các bạn thấy trong cái đơn nó có cái trong biểu thức S ấy, nó có cái việc căn bậc 2 của Eberser. Mà căn bậc 2 nó phải khi mà lọc trên trong Python ấy thì nó còn phải có cái thư viện math này. Bởi vì trong Python nó không có đơn thuần mà lại có cái thuật toán đó đâu. Nên là mình phải tìm cái thư viện math này để mình có thể sử dụng được căn bậc 2. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đặt tên cho cái biến x. Nhưng mà đặt tên cho imit đấy. Làm một đặt biến x này không ấy. Như vậy. Vậy mình sẽ lên cho dòng này. Mình sẽ đặt tên. Mình sẽ lấy giá trị của cái file root này chấm enable ấy. Cái mà có, ui, cái mà có 212 này. Mình sẽ ghi. Rồi mình sẽ đặt tên là f.in, em cạnh nghe enable. Mình sẽ ghi chữ open nha, open root. Rồi tiếp theo mình sẽ ghi tên file. Mình sẽ ghi tên file là root.enable. Vậy lưu ý ấy, cái file root.enable với root.l ấy thì nó phải ở cùng và vị trí thư mục với cái file lập trình nha. Rồi giờ mình sẽ đỡ như vậy đi. Nếu mà mình đỡ như vậy thường thì người ta sẽ đỡ chữ r này read để mình có thể đọc, nhưng mà mình có thể bỏ không được. Vì khi đó thì nó sẽ mặc định, nó sẽ biết là nó sẽ mặc định là dạng read là đọc file thôi. Còn cái s này rồi đây s là không ấy. Vậy tiếp theo ta sẽ lấy biến a, biến b với biến c từ giá trị của a b c trong cái root trong enable này. Giờ a sẽ cái dòng thứ nhất, b sẽ cái dòng thứ hai, với c là dòng thứ ba. Thì ta sẽ ghi a bằng, giờ ta ra file trong enable này đúng không, thì ta ghi trong read line. Cái l này ấy nó sẽ lấy dữ liệu của một cái dòng là dòng đầu tiên này. Và tiếp theo ta ghi tiếp đi. Đây. B bằng F với sơ bằng cũng vậy luôn. Là cái B với sơ ấy thì nó sẽ lấy dữ liệu từ mấy cái dòng sau. Kiểu như khi mà chạy xong cái dòng đầu tiên này à, thì khi mà chạy nó lại thêm lần nữa ấy, thì nó sẽ lấy cái dòng ở dưới là dòng thứ hai. Lần tới sơ ấy, nó sẽ chạy ở dòng ở dưới nữa là dòng thứ ba. Là 212 ấy. Rồi, nếu các bạn muốn các bạn cũng có thể thử là ghi in ra a b c. Đó, nó ra 212. Nhưng mà nó bị thiếu hàng đúng không? Đó chính là bởi vì cái dữ liệu này ấy nó thực sự là số dạng in, mà nó là dạng string. Bởi vì nó nằm trong cái file đó thì nó sẽ được đặt tên là dạng string hết luôn. Nên mình cũng sẽ thêm cái này luôn, bao phủ cái này bởi cái hàm in để mà chuyển nó thành kiểu dữ liệu dạng in. Ôi, quên. Rồi. Đó, 212 rồi. Rồi. Ồ, thôi mình xóa cái S này, nó cũng quan trọng cho lắm. Và sau đó mình sẽ đóng lại. Chúng ta sẽ đóng lại cái file này bằng cách ghi F trong gạch ngang enable.close là sẽ đóng lại cái file để mà tiết kiệm dữ liệu dung lượng ấy. Rồi tiếp theo ta sẽ tạo thêm cái nữa là
file.out thì biết rồi, thì chứ đó là mở cái file root.out rồi đây rồi mình sẽ đặt dạng Word nha, là viết, bởi vì cái file đó được dùng để xuất ra cái kết quả cuối cùng thì nó đương nhiên phải viết giá trị vào trong cái file root đó để ta có thể thấy được kết quả. Ta đặt dạng write nha, viết tắt là W ấy. Rồi tiếp theo thì ta sẽ ghi phần tử á, như mình ghi tử đây đi bài. Giờ phần tử ấy trong biểu thức S ấy thì nó phần tử cái phân số ấy là a mũ a bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương, mình thì ghi là a nhân a cộng b nhân b cộng c nhân c đó. Thì các bạn cũng không phải đỡ mặt như vậy đâu, bởi vì sao ha, cái bởi vì cái phong biểu này nó ưu tiên mấy cái phép tính trước như là nhân chia trước là cộng trừ sau nên vậy. Còn chúng ta sẽ tới phần mẫu, mẫu là e và sơ đúng không, thì là e nhân vơ nhân sơ. Rồi tiếp theo mình cũng sẽ không cần tạo biến cho cái bậc hai của e và sơ đâu, bởi vì ta có phần mẫu, ta chỉ cần lấy cái bậc hai của mẫu là xong. Giờ tới bước tiếp theo cũng là bước quan trọng, ta sẽ đặt biến s bằng cái kết quả của cái biểu thức đó. Giờ ta ghi tử nha, chia cho mẫu. Giờ ta đã có giá trị từ biến tử với biến mẫu không? Rồi xong rồi sau đó ta ghi cộng. Và giờ ấy muốn biết cái bậc hai ghi sao đúng không, thì giờ ta đã có cái thư viện map này đi vào, người ta sẽ có một cái ham tên là separator, viết tắt của view root có nghĩa là cái bậc hai của số gì đó đó. Trong cái ngoặc này ấy ta sẽ ghi mẫu, bởi trong biểu thức này nó ghi cái bậc hai của Eberser cũng giống như cái mẫu là Eberser, mà nó chỉ cái bậc hai ra xong thôi đó. Giờ cộng không đúng không, giờ cuối cùng là ta sẽ in cái giá trị đó vô trong cái file root này, như lúc nãy ta đã có mở ra cái file root out này trong cái chương trình. Giờ ta sẽ ghi f cho gạch nhà out trong write, write là viết như tiếng Việt là viết ấy. Rồi ta ghi s nha, nhưng mà ấy ta sẽ ghi string của s, vì sao á, thì cái file thì mấy cái file này ấy nó sẽ mặc định là dạng string hết rồi, chứ mình không thể viết cái dạng in được đâu, thì nó sẽ xảy ra lỗi. Và cuối cùng là ta sẽ đóng lại cái file fl này, quay lại đây thì đây đó, thì các bạn thấy ở dưới này không có gì hết luôn, thì các bạn thì mở cái file root trong L này đó, nó ra 4.25, nhưng mình thử chỉnh lại thành số 5 đi, chạy về root này thì các bạn chỉ thấy một dãy các số đọc văn không ngừng nghỉ. Thì các bạn nhìn kỹ vô trong đờ thấy phần kết quả nó sẽ ghi làm tròn lấy hai chữ số sau phần đọc văn của cái kết quả S tính được, nên ấy muốn cho nó làm tròn lấy hai chữ số sau phần thập phân ấy thì ta sẽ đây, đợi ta đào thêm một cái dòng nữa ấy. S bằng round, round có nghĩa là làm tròn ấy, S sau là 0.2, cái đây cái thêm số thứ nhất ấy, S đấy là ta sẽ lấy giá trị của S trước, và số 2 này ấy, ta sẽ làm tròn lại dưới dạng hai số thập phân thôi. Rồi chạy lại đi, và thì thấy nó chỉ còn 6.12 thôi, thì ổn rồi, rồi chạy lại 212, đúng rồi 4.25, đúng như cái yêu cầu, đúng như trong cái ví dụ mà cái đơn được ra. Và đó là cách để mà lập trình ra được cái giải được cái bài này. Và giờ video đến đây cũng kết thúc rồi, thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn có thể nhấn like, share, subscribe để mà mình có thêm động lực để mà quay tìm những video giải những cái bài này nha. Thì đây còn chỉ còn 4 bài nữa, đó chính là cái bài gọi bài từ bài toán cổ tính tổng số mạnh mỹ với bộ chính phương, và trong video sau ta sẽ làm luôn hai cái bài sau. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt, bye bye.